Vườn thanh long của ông Bùi Đình Anh đang ở tháng thứ 13, từng thu hái lứa bói, đồng thời đang xử lý nghịch vụ đợt thứ hai. Ông Anh chia sẻ, thanh long vàng Ecuador cho trái quanh năm, nhưng các đợt không tập trung và số lượng không nhiều. Vì vậy, ông áp dụng biện pháp trong đèn kích thích cho cây ra hoa kết nụ. Chỉ 15 ngày xử lý nghịch vụ, cành sẽ ra bông, đến khi chín là 4 tháng. Một năm xử lý 3 vụ nghịch, mỗi trái có trọng lượng từ 250 g đến 300 g. Một trụ thu được bình quân 10 kg với giá bán 700.000 đồng một kg do nguồn cung hiếm nên có giá trị kinh tế cao nhất trong các loại thanh long hiện nay. Có nguồn gốc từ đất nước Ecuador và được thuần hóa với khí hậu nhiệt đới nước ta. Thanh long vàng Ecuador có vị ngọt đậm, thơm, thịt quả màu trắng, chắc giòn, ít hạt hơn thanh long ruột trắng và đỏ. Khi chín, vỏ có màu vàng, và phần gai nhọn dài lúc thu hoạch phải lau sạch gai nhọn.